Hòn Đất là một phần của khu di tích lịch sử Ba Hòn, bao gồm Hòn Đất, Hòn Me và Hòn Quéo, thuộc xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Và riêng nhắc về địa danh thiêng liêng này, người ta không thể nào quên người nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Phan Thị Rang. Cô đã tham gia cách mạng từ năm tuổi 13 và đã ra đi khi vừa bước sang tuổi 25. Dạ anh ơi, di tích này thì bao gồm những hạng mục công trình nào vậy anh? Di tích Hòn Đất thì khi chúng ta vào đây thì cũng có 27 công trình hạng mục. Thầy, đầu tiên chúng ta vào đi gặp đây là cái hố bom B-52, là chứng tích chiến tranh và Mỹ ngày xưa lại B-52 tại khu Hòn Đất này. Đây là một trong những chứng tích của cuộc chiến chống Mỹ cứu nước năm 1962 của bà con nhân dân Hòn Đất. Thời điểm ấy, quân giặc không chỉ bỏ bom mà còn đốt lửa hun khói vào hang, thả thuốc độc xuống suối, tìm mọi cách để tiêu diệt lực lượng ta. Cách hố bom không xa là khu mộ anh hùng Phan Thị Rang. Nhắc về người nữ anh hùng này, người dân Hòn Đất nói riêng và miền Nam nói chung, ai ai cũng yêu quý và tự hào. Với những đức tính cao đẹp của riêng mình, cô được khắc họa trở thành hình mẫu tiêu biểu của người nữ chiến sĩ giải phóng miền Nam, thông minh, nghĩa khí và nhân ái. Đây giới thiệu mới đây là ngôi mộ của liệt sĩ Phan Thị Rang, tức là nhân vật chỉ sứ trong tác phẩm Hòn Đất của nhà văn Anh Đức. Chị Phan Thị Rang được công nhận anh hùng lực lượng vũ trang năm 1994. Thì ngôi mộ này cũng đã được trùng tu tôn tạo đến nay là lần thứ ba. Nữ anh hùng Phan Thị Rang, bí danh Tư Phùng, sinh năm 1937, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, quê quán xã Lương Phi, huyện Xà Tón, nay là Tri Tôn, tỉnh An Giang. Năm 1950, chị tham gia đội thiếu niên cứu quốc và bắt đầu hoạt động cách mạng khi chỉ mới 13 tuổi. Sau nhiều lần luân chuyển đơn vị, đến năm 1960, chị được tổ chức phân công về công tác tại xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang và hy sinh năm 1962. Khi ấy, chị tròn 25 tuổi. Rồi tiếp theo anh sẽ đưa mình lên tham quan khu tượng đài chiến thắng Hòn Đất. Thì trước khi lên chúng ta đi sẽ gặp được 37 cái bậc thang này. Thì 37 bậc thang này là thể hiện cái năm sinh của chị Phan Thị Rang, tức là chị sứ. Tất cả đều được lót bằng đá hoa cương của xứ Hòn này. Rồi, trước mắt chúng ta đây là tượng đài chiến thắng cao 16 m, trên cùng là ba hình tượng, đó là bộ đội chủ lực, địa phương quân và dân quân tự vệ. Ở dưới là xen kẽ giữa đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị. Nằm trong khuôn viên di tích, hai bên tả hữu là hai hàng bia đá hoa cương cao 2 m, tổng chiều dài 70 m, ghi danh 960 liệt sĩ hy sinh tại Hòn Đất và chiến trường biên giới Tây Nam. Phía trước mộ chị Phan Thị Rang là hai bức phù điêu dài hơn 30 m, khắc họa về cuộc sống, tình quân dân và tội ác của Mỹ ngụy tại xứ Ba Hòn. Tất cả như một lời nhắc nhở đầy sống động về những chiến tích anh hùng, về truyền thống dân tộc cần tiếp tục được giữ gìn và phát huy. Kiên Giang không chỉ đẹp bởi núi non, biển cả, trùng trùng hệ thống ốc đảo thơ mộng, mà Kiên Giang còn có rất nhiều những câu chuyện kể đầy ý nghĩa. Riêng tại Hòn Đất, nơi lưu giữ những trang sử đầy tự hào của nữ anh hùng Phan Thị Rang, đẹp người, đẹp nết, thông minh, dũng cảm là một điển hình. Và cũng chính điều này nên Hòn Đất đã sớm trở thành địa chỉ hành hương về nguồn, là điểm du lịch khá nổi tiếng ở xứ Ba Hòn.